các bạn nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn đây, trước màn ảnh đây là chiếc ghe hay là chiếc xà lan gì đó, khá là to. Cái mũi thì như mũi ghe vậy đó các bạn. Còn ở phía sau thì nhìn giống như chiếc xà lan gì đó. Thì cái giờ đó công đoạn cuối cùng nè, thì bây hiện giờ là chú đang vẽ con mắt của nó nè, khai nhãn cho con mắt của cái chiếc ghe hay xà lan này đó ha. Rồi xong rồi sẽ hạ thủy, mình sẽ chia sẻ cách cho các bạn cùng xem cái chiếc này hạ thủy như thế nào nha các bạn. Thì trước khi mà hạ thủy thì mọi người đã chuẩn bị sẵn nè, hạ thủy là có tới mà ba chiếc máy tời khổng lồ chạy bằng cái là motor điện nha. Cái motor điện được chùm trong cái bao này các bạn. Bên này cũng có một cái nữa nè, ba cái máy tời motor điện đó. Và cái chiếc này nó tới thấy mình bây giờ mình theo mình quan sát đó, mình thấy được có hai cái mỏ neo rồi các bạn, hai mỏ neo siêu to siêu khổng lồ luôn. Bên này một cái, còn này một cái, anh này anh đang mà trà nè, anh trà chắc có lá trà rồi mà sơn phết vô vậy đó, trà cho nó bóng đừng mà sơn. Mỗi cái mỏ neo này có thể là gà cá tấn vậy đó các bạn, đó là kinh khủng luôn, siêu to. Kìa, bây giờ thì ở trên chú vẽ con mắt kìa, thì kéo tay lắm mà nha. Bây giờ thì chú đã vẽ được cái chồng đen của cái con mắt rồi nè các bạn, mà không biết vẽ thêm cái nước sơn màu gì nữa thì mình chưa có rõ ha. Bây giờ này nè, rất là khó khăn luôn các bạn, khi mà lên cao trên này dễ vẽ con mắt nè, phải bưng cái xô nước sơn lên như vậy nè, chắc chắn đen đó. Bây giờ thì cái anh mà mặc áo xanh bên này nè, thì anh sơn thêm cái màu đỏ lên đó. Đây bây giờ thì con mắt đã được vẽ xong rồi các bạn, thì rất là nhìn rất là đẹp ha. Đó, bên trong thì cái chồng mà chồng đen là chồng trắng, phía bên ngoài là màu đỏ, còn phía giữa là cái mỏ neo. Bây giờ thì mấy anh đang mà chuẩn bị hạ thủy luôn đây, đó đang bơm vào cái phi đây các bạn, bằng phao nha, hạ thủy bằng phao. Cái anh này hiện đang bơm cái phao đây các bạn. Mình làm đúng thì thôi. Rất là nhiều cái phao này, tàu khá là dài. Cái chiếc này là mình cũng không có rõ là nó là cái loại gì nữa các bạn, bị là cái đích xà lan. Còn cái mỏ thì mỏ ghe. Cái chiếc mà ghe xà lan này thì nó tới hai cái động cơ là các bạn, ấy là hai bên trên nó hai chân vịt nè, hai chân vịt bốn cánh nha. Máy thì máy Cummins K19 nha, hai máy. Cái tầm khoảng cỡ 3.500 tấn nha các bạn, rất là kinh khủng luôn, gần 20 tỷ nha, là toàn bộ chi phí của cái mà chiếc xà lan to này đây, gần 20 tỷ. Thì nó mang hai cái động cơ cho các bạn xem, đây là hai cái chân vịt, mỗi con chân vịt là cỡ trên 500 kg, 500 mấy chục ký gì đó. Cấp nãy là mình trao đổi với là ông chú chủ xà lan, quá dữ luôn. Đây các bạn, thì hai cái động cơ là xài hai động cơ là Cummins, là cái ông chú mà chủ mà xà lan này là sở hữu rất là nhiều xà lan siêu to khổng lồ. Thì cái chiếc này hạ thủy thì ở phía bên này, phía đằng kia nó kẹt có một chiếc, ở phía bên cái chiếc sườn bên kia bên mấy bên bển đó là có một chiếc mà sẽ chuẩn bị hạ thủy tiếp theo luôn đó.
nhà chú có 4 người con, thì cho mỗi người là một chiếc. Đây là chiếc xà lan này là cho là của vợ cô gái Úc, cho cô gái Úc, mà chiếc xà lan này khoảng cỡ gần 20 tỷ đó các bạn. Thì bây giờ là công đoạn cuối cùng của mấy anh nhân công, mấy anh thợ là gỡ ba cái kia kìa. Đó, bây giờ là ba cái mà phao đã bơm hạ thủy bằng phao, thì ba cái phao giờ đã bơm đó, mở ba cái ấy đây các bạn, mà lấy ba cái này là cái gối kê ra này, thì giờ phao đã bơm lên rồi. Cái con tàu mình sẽ nói sơ qua cho các bạn cùng tham khảo ha. Cái con này thì cái chiều ngang nó tầm khoảng cỡ là 14 mét, và cái chiều cao tim nó là 12 mét đó các bạn. Còn cái độ dài của mà cái chiếc này thì tới là 79 mét lận. Ở phía trước thì giống như một cái mũi ghe ha, chứ không phải mà cái mỏ bằng như mà cái chiếc xà lan. Cái loại này là đóng để mà chở hàng mà qua Campuchia, đi Campuchia đó các bạn. Đây là ông chủ của chiếc xà lan mà 3.500 tấn này các bạn, có 4 người con và tặng cho mỗi người là một mà tài sản, gọi là một chiếc xà lan khổng lồ. Thế này đây, cũng có mấy đứa ở đây nè. Chủ này là đã 75 tuổi rồi nha. Yeah, mà nhìn rất là bình dị nha. Tuy là một người giàu có nhưng mà rất là bình dị. Đó. Đó xuống đó. Đó. Đang từ từ xuống cái bãi máy sông này các bạn. Lên rất là nhanh nha các bạn, thấy không? Bây giờ nó đã chạm tới cái đáy của mà cái chiếc mà xà lan ghe này đây. Đó, ghe mình ghe bơm đó. Nó phải ép lên rồi đó. Đây là cái máy tời giờ hiện giờ đang lăn rất là nhanh đó các bạn. Có cái anh điều khiển nè, cái mót bấm lăn mà muốn cho lăn cũng cho dừng mà dừng. Cà phê này giờ được cái anh này nó anh bơm là mình lấy còn chừng khoảng chừng cỡ 5 tấc nữa là đã đưa chạm nước rồi đấy, khá là nhanh luôn á. Rồi cái lò ký đã chạm nước, chạm lò ký bên kia chạm rồi, nhưng mà cái lò ký bên này là chưa chạm, bị nghiêng hay sao đấy, hay nghiêng đó các bạn ơi. Ở phía trên kia có một cái anh chủ mà xà lan, ảnh ra tín hiệu là xà lan đang hạ thủy, ảnh quơ cờ đó các bạn, để cho phía bên dưới có những cái phương tiện mà đi qua lại là nên né qua bên
xuống nước anh bơm luôn. Quơ kìa. Bơm tiếp. Xuống bằng mấy cái máy tài thì không có thể nào nhanh được, nhưng mà có ba cái mà phao quá thì hỗ trợ rất là ấy luôn á, rất là hiện đại. Cái phi này thì anh xả này cho nên nó hơi nó ra nó nạp ra hi á. Đó. Hơi kinh khủng hơi luôn, đang thổi ra rồi anh phá lại đó. Rồi, xong. Còn ở đây thì cái anh này anh bơm. Đội kỹ thuật thì cũng là dày dặn kinh nghiệm rồi cái đó các bạn ơi. Chuyền để mà hạ thủy những cái phương tiện khổng lồ. Nó xả gà đó, giờ đi xuống phía dưới này đây rồi vô cái phi nào. À thì ra là phi này đây. Không phải nữa, lội ra nữa. Anh lội ra luôn. Quá cực cho anh ấy đi. Cái này anh đứng rất là sâu rồi. Đấy gần cổ à. Bơm phía dưới nước luôn á nè. Bây giờ khi nó dồn là cục lại nhau đây các bạn. Này. Thả xuống khi mà xuống nước cái nó tuột theo nước. Cặp mé này nè vô nó gom lại. Đi lên chứ phải đi xuống. Kéo lên. Các bạn chặn dây là để khi mà tụt xuống nước hoàn toàn hết là nó sẽ không mà qua tới nhà phía bên kia ha. Phía bên kia ngay gang bên bển có một cái nhà nên nó là có đây là cái cọng dây là chặn lại này, cột chặn lại. Thank you.
cọng dây rất là to luôn các bạn, cho nên là buộc là cần có phải một cái máy để mà kéo lên, mấy anh này lôi lên rồi bắt đầu cái sử dụng, mà có cái ấy vô kìa, đó lôi lên nè, bằng máy nè, căng dây luôn á nha, đó thẳng gan luôn. Cái này là phòng hờ khi mà chuẩn bị xuống rồi các bạn, chỉ còn có bao nhiêu nè, khi mà tụt xuống một cái là nó sẽ là trao ra, còn cái này thì nó sẽ gạch lên về phía bên này này. Kéo lên nè các bạn, kéo vô luôn, kéo cho quẹo ấy qua nè. Còn khoảng chừng đó một chục mét đó là xong. Nhưng mà mấy cái nhân viên mà kỹ thuật mà bơm phao vẫn bơm nha các bạn. Thì ở đây còn mấy nè, còn mấy cái phao, 2, 3, 4 phao, với cái này nó là 5 cái phao thôi. Ra luôn rồi đó, ra ngoài rồi. Qua dữ rồi. Đúng là hàng siêu to, siêu khổng lồ luôn. Ấn ăn chưa? Đây giờ là bên mấy cái mà mấy cái phao này các bạn, rất là dữ dằn luôn này, càng phải hỗ trợ đến 10 chiếc xe cuốc. Phao bự dữ dằn thì chết. Bên kia thì chiều hướng lại lăn để lăn lên bờ cho nó ngang qua, chứ không hồi để bên này nó bị chinh này. Đọc nhau. Bao cao su nữa trời. Cái tù. Cái
lên được cái rồi, phải rồi. Còn ở đây còn hai phao nữa này, phao nào phao nấy thì khỏi khỏi che được hết thế cái phao rồi.